liên quan tới việc tái khởi động hoạt động du lịch trong thời gian tới. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nhấn mạnh, các phương án từng bước mở lại hoạt động du lịch triển khai theo đúng tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ, khẩn trương khôi phục lại hoạt động an toàn chắc chắn. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phải sớm ban hành hướng dẫn cụ thể phương thức vận tải xét nghiệm, điều kiện trong các khu du lịch, cơ sở lưu trú, Bộ Giao thông Vận tải khẩn trương rà soát, cập nhật, sớm ban hành hướng dẫn hoạt động vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không, cần có quy định chi tiết đối với hướng du khách đi theo tour du lịch lữ hành. Theo đó, hết kế hoạch kết cầu phục hồi du lịch lữ hành tập trung vào 6 nhóm dịch vụ chính, trong đó ưu tiên hàng đầu là đảm bảo an toàn tại điểm đến và an toàn cho khách du lịch, đồng thời đề xuất sớm hoàn thành việc tiêm vaccine xin đủ hai mũi cho ít nhất là 70% người dân trên 18 tuổi và người lao động ngành du lịch.